Hello, mình là quỳnh như đây hôm nay một ngày ở nhà của mình không quay clip ẩm thực sẽ như thế nào mình đang cắt mấy cây phát tài sọc để đem vô cung để đem vô mình chân cúng phật cung chứng phật là cái gì <cười> <cười> chân cúng phật ok <laughs> thì tiếp theo là mình sẽ hái cái bông này gọi là bông hạnh phúc cho mọi người Mình nghĩ là bông hạnh phúc trồng trước cửa nhà thì nó sẽ rất là hạnh phúc luôn Theo mình thì nghĩ là như vậy đó, không biết mấy bạn có nghĩ giống như mình không Cái bông này thì nó rất là đẹp luôn Thường ở những ngày rằm, ngày lễ ở ngoài chợ bán cũng khá là mắc 10 000 một bông đó mọi người mình trồng được như vậy cũng rất là hay rồi ha phát tài này cũng rất là đẹp luôn mình sẽ vô nước rồi á mình sẽ đem lên trên bàn phật mình cúng nha mọi người mình thì không phải là đạo phật hay là một cái đạo gì nhưng mà ở nhà mình thờ phật nên mình nghĩ mình là đạo phật không biết mọi người có nghĩ giống như mình không thì ở nhà mình chỉ có thờ mẹ quan âm với lại bà cũ quyền thiên nữ thôi với lại ngũ ông năm ông gì hết, không biết nữa bữa nay là cái này là bánh bao ngọt mình sẽ chiên lên phân nửa để mà mình đem lên mình cúng phật nói chung là mình tự làm nó không được đẹp nha mọi người đừng có chê một nữa thì mình sẽ đem đi hấp nè mọi người thấy mình làm cái màu nó không có được đẹp không Thôi mà kệ nhưng mà chất lượng nó cũng rất là ngon nha mọi người Thấy cái bánh bao vậy đó nhưng mà chất lượng của nó khá là ok luôn Một nửa chiên một nửa hấp đó đặng đem lên cúng Phật Cái này là cái bột mì mà mình làm bánh bao còn dư đó Mình đem lên chiên mình ăn giống như lại cho chang như bánh mì nha mọi người Chiên một hồi rồi á hả ta nói nó thơm lắm Cái nhân này mọi người biết lại nhân gì không Cái nhân này là hôm bữa mẹ mình làm bánh ít trần á thì mít đậu xanh đó mình đem vô mình gói cái nhân này chiên thì cũng đã xong rồi bây giờ hấp cũng đã xong rồi bây giờ mình sẽ bỏ ra dĩa nha bỏ dĩa mình đem về trên nhà trên mặn đặng mình cúng mình đang làm dưới chồi á mọi người tại vì mình thích ở dưới trời hơn dù là trưa hay là chiều hay là tối vậy nó cũng rất là mát mẻ luôn không khí rất là yên tĩnh bình yên và mình sẽ đốt ba cây nhang rồi mình cúng mình dái nha Còn cái này là mấy trái sung mà bữa mẹ mình hái ven đường á Bây giờ mình sẽ đem lên máy xay sinh tố mình xay nha Hôm bữa mình có làm một lần rồi mà nó không có được ngon à, Bữa nay mình thử mình bỏ vô máy xay sinh tố mình xay coi nó có thành công hay không nha Mình cắt làm đôi mình rửa chung với nước muối sạch rồi đó Bây giờ mình sẽ đem lên cối mình xay cho vô năm muỗng đường nữa Đặng chút xíu mình ăn mình khỏi bao đường cái nó đặc quá cái mình phải thêm miếng nước vô nè nó y chang như là câu câu vậy mọi người không hiểu luôn á không biết ở mọi người có ai ăn trái sung này không chứ mình mới đây là ăn lần thứ hai nha rồi bây giờ nó đặt cứng ngắt luôn em phải lấy cái muỗng quậy gần chết nó mới ra được con tô như vậy á để tủ lạnh đi bây giờ em sẽ đi ra tiệm tóc hí di nha em mua em ổ bánh mì nó cái bánh bao nó cúng ông đệ rồi bây giờ em ăn bánh mì trước rồi vào việc nha hôm nay em không phải đi học làm tóc mà hôm nay em đi làm tóc hôm nay em muốn thay đổi cái gương mặt của em nhìn cho nó yêu đời cho nó hài hước chút xíu mở mắt ra nhìn vô gương là em thấy em mắc cười tới rồi đó cho nên hôm nay em sẽ chọn kiểu tóc xoăn hippie nha à, tóc em cũng gầy nó hư quá nó rụng quá cho nên em cắt còn có nhiều đó hả à. mọi người thấy không còn có chút chiêu chiều chiêu à mà em uống lên nữa y chang như là bầm sư tử luôn <laughs> nhưng mà em phái cái kiểu tóc quăng kiểu như tóc mình nó vùng vùng á con người của mình nè nó kiểu như nó không biết bay bổng sao á rồi gương mặt mình nó nhỏ nhỏ lại á mình nghĩ vậy không biết là một chút xíu nữa thành quả thì nó sẽ như thế nào em đến đây là lúc khoảng 10 giờ sáng nha vô thuốc đồ này kia các thứ các kiểu gì mua cà phê cho em uống nè để sợ em buồn ngủ á xong rồi Khối khúc này là em sẽ xả thuốc ra xả hút ra xong rồi á bắt đầu em mới vô hút lần nữa ủa không 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 phải vô hút mà là vô cái trục quấn cái trục này mới là ok nè <laughs> tưởng tượng giống như là có mấy đứa nít nó ngồi ở đầu mình vậy trời nó nặng khủng khiếp luôn nha trời ơi tới cái khúc vô trục này rồi em muốn gục ngã tới nơi em gán gồng nha em gán gồng nha nhưng mà cũng mau lắm mọi người ơi như kêu mình cố lên muốn quăng là phải cố lên trời ơi nặng muốn chết để im tao chụp hình cái coi nó hoài à im coi đó nó chụp hình lại cho đặng chút xíu nó làm bên kia y chang hàng sao mình cũng không biết nữa Chắc vậy rồi đó Với lại mấy bạn biết vô tóc mình nó nhiều dữ lắm Nó không phải là tóc như kiểu như người ta Nói chung là cái cọng tóc vừa cứng mà vừa dày mà vừa nhiều nữa Bây giờ phải uống mấy lần luôn cho nên là lần thứ hai này quấn nè mình phải phụ nó nó kêu mình đưa giấy đưa thun gì đó mình đưa nó cái giờ á sẽ nó sẽ cắm cái này vô đầu mình giống như mấy bà mà cái bà mà có cái đầu rắn á medusa á xong rồi xả nè xong rồi bây giờ mình kêu nó uống cho mình cái máy luôn trong thời gian đó thì có khách nhang thì mình thì đi nấu mì cay cho nó vừa làm khách xong á thì bắt đầu hai đứa ăn mì lúc này là đã 4 giờ chiều rồi nha mọi người ừ cái nói trời ơi đen đói bụng mà nấu ăn cho đã mày ăn bánh mì từ sáng tới giờ rồi mà sao mày chịu nổi hay vậy cái nói tao cũng không biết nữa mày ơi Sáng tao cũng ăn tới chiều tao mới ăn mà sao tao có mập hoài à Rồi đó mọi người nhìn thử coi con Thí Di coi nó có mập không Nó có mập chỗ nào không mà nó cứ nói nó mập hoài à Mình cũng không hiểu luôn á Nó mà nói nó mập mình ngồi kế bên mình cũng thấy áp lực ngang á nó mới có 50 kg à mình nay 60 kg rồi à, mà nó cứ nói nó mập hoài à mọi người. Cái hai đứa mập qua mập lại đó. Nè mày bồi viên nè, nè xúc xích nè mày ăn đi. À, có bí đụ mày ăn không? Trời ơi à, ăn mày. Ủa bí đụ này ngon quá mày, sao nãy mày không chẻ ra? ơi bữa nay mày nấu hơi lạc á nha cái nó không có mình à, lớn rồi mình ăn lạc cho mình đáy nó không có khai mày ơi cái nó <laughs> nó cười khửa khửa vậy ừ mày cũng nó cũng đúng á mà, mày ơi thôi kệ đi lớn rồi ăn lạc lạc chút xíu cái miệng á thì sợ mập mà cũng cái miệng á thì ăn lia lịa lia lịa luôn lâu quá không ăn mì cay ngon quá mày ơi cái lâu lâu ê mày ơi mày nấu hơi lạc nha mày ơi nhưng mà vẫn ăn nha kiểu như vậy á tại vì ngoài đó thì nó không có đồ niêm đồ này kia mình nấu nước nhiều quá cho nên là nó cũng hơi lạc rồi mình đem theo xúc uh, xích nè bò viên nè rồi mua thêm mấy cái trứng cút nữa đó mua thêm bịch nấm kim châm nữa hai gói mì là hai đứa con bữa ăn no nè đúng không làm xong cái này ăn xong cái này xong rồi á, gỡ cái tóc mái ra xong rồi đó mập quá uống xịt tin rồi đó đó gỡ tóc mái ra mọi người thấy thấy cưng ghê không nhìn giống mấy thím hàn quốc ghê không Trời ơi, mới uống tóc mình xong cái ra ngoài trước á Thánh thần ơi, cái có cái chú kia nói Ê, mấy tuổi ơi, để làm mai cho cháu tôi coi cỡ này chắc mấy 20 tuổi vô mắc cỡ quá chạy vô ăn lai xét miếng xoài luôn mọi người ơi nghĩ sao người ta sắp 30 tuổi rồi nói người ta chắc cỡ 20 tuổi chứ gì nghe phái dễ sợ luôn tối nay mẹ gì không có ra tại vì nó ăn mì cay chung với mình rồi thôi mình ở lại chơi tới tối rồi hai đứa về chung luôn tại vì từ nhà ra chỗ này cũng khá là xa mà đường cũng khá là vắng luôn đó mọi người mọi người thử chấm xem kiểu tóc của em được bao nhiêu điểm em để kiểu này có hợp hay là không nha đối với em thì em nhìn em rất là thích luôn á đối với kiểu xoăn happy này đó mọi người